Huyền thoại chiến thần, tập 1. Cuối thu, lá cây khô vàng rơi rụng xuống một bã vai rộng lớn. Giang Sách đứng dưới tàng cây, nhìn về phía văn phòng khoa học công nghệ Tấm Mộc. Anh, bọn họ liên thủ, tính kế, hãm hại em không sống nổi nữa rồi. 2 tháng trước, vòng vốn của khoa học công nghệ Tấm Mộc gặp sự cố không thể cứu vãn. Chủ tịch Giang Mạch mang trên lưng món nợ lớn 1,2 tỷ, buộc phải thế chấp công ty cho doanh nghiệp Thiên Đỉnh của Hà Diệu Long. Anh, em xin lỗi, em phải đi trước đây. 12 giờ khuya, Giang Mạch nhảy từ trên mái nhà xuống, chết tại chỗ. Một người đẹp trai, tài giỏi, nổi tiếng trong giới kinh doanh, vậy mà lại giả từ cõi đời như thế. Người nào có đầu óc cũng có thể nhận ra, chắc chắn trong chuyện này có vấn đề. Thương trường như chiến trường, Giang Mạch chính là vật hy sinh đáng thương. Giữa cơn gió se se lạnh, Giang Sách hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn lên bầu trời lấp lánh đầy sao. Mạch, xin lỗi, anh đã về trễ rồi. Em yên tâm, tất cả những người hãm hại em, anh đều sẽ khiến bọn họ phải trả giá, chôn họ chung với em. 5 năm qua, Giang Sách đã đi đến vùng chiến loạn Tây Cảnh để tham gia xuất ngũ. Xuất phát điểm là một binh sĩ tốt đen tốt đỏ, anh dũng mãnh giết địch, liên tiếp lập được rất nhiều chiến công, là tu la chiến thần, được người người ngưỡng mộ và kính trọng. Bây giờ anh đã trở về. Trong màn đêm, có bóng dáng xuất hiện từ trong bóng tối, đưa cho Giang Sách một quyển sổ nhỏ màu xanh nhạt. Người đó là Mộc Dương Nhất, người anh em đã cùng vào sinh ra tử, chinh chiến nơi xa trường với Giang Sách. Lão đại, là nhà họ Hà, anh cần gì phải tự mình động thủ chứ? Chỉ cần lão đại hạ lệnh, em đảm bảo trong vòng 3 ngày, công ty Thiên Đỉnh và đám người Hà Diệu Long, tất cả đều sẽ biến mất sạch sẽ khỏi thế giới này. Giang Sách khẽ lắc đầu, có một số việc phải do chính tay anh giải quyết. Em hiểu rồi. Mộc Dương Nhất khẽ cúi đầu, sau đó rời đi nhanh như một cơn gió, không để lại chút dấu vết nào. Giang Sách sửa sang lại quần áo, đi về phía văn phòng khoa học công nghệ Tẩm Mộc, cách đó không xa. Lúc anh sắp đi vào cửa, có một ông lão gầy gò, tay khoác theo một túi vải, lưng còng, chân chậm, từ từ đi tới. Do không để ý nên đã đụng phải Giang Sách. Xin lỗi. Lúc ông lão ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra Giang Sách, hai viền mắt ông lập tức ẩn đỏ, ươn ướt. Đại thiếu gia, cậu đã trở về rồi sao? Đúng vậy, chú Trình, tôi đã trở về. Trình Hải là nhân viên kỹ thuật kỳ cựu của khoa học công nghệ Tẩm Mộc. Từ nhỏ đã nhìn hai anh em nhà họ Giang lớn lên. Đối với Giang Sách mà nói, ông ấy không chỉ là một thành viên trong công ty, ông ấy còn giống như một người trưởng bối thân thiết của anh. Trình Hải nhìn Giang Sách một hồi, sau đó quay đầu, liếc mắt về phía trụ sở công ty, sắc mặt tràn ngập sự thất vọng. Đáng tiếc, cậu về trễ mất rồi. Lúc này một chàng thanh niên có mái tóc nhuộm đỏ rực, trong miệng còn ngậm điếu thuốc lá đi tới. Lão già kia, ông còn đứng đó bần thần cái gì đó? Tôi nói ông, thu dọn đồ đạc rồi cút đi. Ông không thè nghe thế à? Ông còn không mau cút đi, có tin tôi nói cha gọi người tới đánh ông hay không? Trình Hải liên tục gật đầu. Dạ dạ, tôi đi ngay. Bởi vì trong lòng vừa sốt ruột vừa khiếp sợ, cho nên cánh tay của Trình Hải đã run run, túi vải theo đó mà rơi xuống đất, đồ vật bên trong túi văng ra khắp xung quanh. Mẹ kiếp, lão già chết tiệt, ông dám làm bẩn địa bàn của tôi sao? Thanh niên tóc đỏ nhanh chân bước tới, sau đó tung một cước đạp thẳng vào bụng Trình Hải. Một tiếng bích thật lớn vang lên, Trình Hải vẫn an toàn đứng yên tại chỗ, ngược lại là thanh niên tóc đỏ nằm sóng xoài trên nền đất cách đó 5 mét. Dáng người to lớn của Giang Sách đã chắn trước mặt Trình Hải. Mày dám ra tay với tao sao? Mày biết tao là ai không? Đôi mắt lạnh lùng của Giang Sách liếc nhìn thanh niên tóc đỏ. Anh bước tới, nhấc chân dẫm lên mặt anh ta. Mày là ai? Trình Hải lại càng thêm hoảng sợ, bước tới ngăn cản Giang Sách. Đại thiếu gia, cậu đừng quá kích động. Cậu ta là Hà Gia Minh, cháu trai của chủ tịch công ty Hà Diệu Long. Chúng ta không thể trêu vào đâu. Mau đi nhanh thôi. Muốn đi sao? Hà Giang Minh đứng dậy, phủi ống tay áo, phun tay lên. Lập tức có 7-8 tên vệ sĩ chạy ra, vây quanh hai người bọn họ. Hai người cho rằng có thể rời đi dễ dàng như vậy sao? Trình Hải sợ đến mức tay chân run lẩy bẩy, vội vàng nói. Giám đốc Hà, thực sự xin lỗi cậu. Đại thiếu gia vừa trở về nên không hiểu chuyện. Có mắt mà không thấy Thái Sơn.
Tôi đây là thay mặt cậu ấy, xin lỗi cậu. Xin lỗi sao? Hà Gia Minh tiến lên, vỗ nhẹ vào mặt của Trình Hải. Nếu như lời xin lỗi có tác dụng, vậy còn cần tới cảnh sát làm cái gì? Người này và cả lão già kia nữa, đánh đến chết cho tôi. Không cần lưu tình, hậu quả thế nào tôi sẽ chịu trách nhiệm. Lên. Vài tên vệ sĩ cầm côn điện lao tới. Trình Hải sợ đến mức nước mắt phủ đầy mặt. Đại thiếu gia, cậu gây ra họa rồi. Chuyện này ngoài cậu ra thì có thể trách ai đây? Giang Sách khẽ lắc đầu, nhảy về phía trước một bước, tránh Trình Hải ở phía sau lưng mình. Trước một tu la chiến thần đó đã có kinh nghiệm chinh chiến xa trường nhiều năm, thì đám bảo vệ tép riêu này có là gì cơ chứ? Thời điểm đám nhân viên bảo vệ định cùng nhau xông lên, bỗng nhìn thấy một chiếc xe màu bạc dừng lại ở trước cửa công ty Tẩm Mộng. Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc Âu phục bước tới. Người này chính là chủ tịch đương nhiệm của khoa học công nghệ Tẩm Mộng, Hà Diệu Long. Có chuyện gì thế? Mấy nhân viên bảo vệ vừa nhìn thấy Hà Diệu Long thì lập tức run sợ đứng nghiêm. Hà Gia Minh chạy tới gần, chú hai, có người gây sự, bọn cháu đang định dạy cho chúng một bài học để chúng sáng mắt ra. Người nào lại to gan tới như vậy chứ? Hà Diệu Long đi tới liếc nhìn, lập tức vui vẻ hanh lên. Ồ, đây không phải là Giang Sách hay sao? Nghe nói 5 năm trước cậu đi lính, bật vô âm tín, bây giờ sao đột nhiên trở về thế này? Hà Diệu Long hướng về phía Hà Gia Minh. Vì này chính là anh ruột của chủ tịch trước Tẩm Mộng sao? Trong lòng Hà Gia Minh thầm cười nhạt, chủ tịch đời trước không phải là Giang Mạch hay sao? Cái tên phế vật gánh trên vai khoản nợ 1,2 tỷ, không chịu được nên buộc phải tự sát đó sao? Em là thằng phế vật, anh có thể tốt được hơn bao nhiêu chứ? Hà Diệu Long cười ha hả. Tất cả mọi người đều không phải người ngoài, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Đi, đi vào trong chúng ta uống hai chén hàn huyên. Nói rồi anh ta kéo Giang Sách về phía phòng khách. Hà Gia Minh lạnh lẽo cười một cái, theo sát phía sau. Trình Hải lo lắng nhìn theo bóng lưng Giang Sách đi vào bên trong, nhưng tiếc là ông không thể làm gì. Ông hiểu con người Hà Diệu Long, mời Giang Sách vào bên trong nói chuyện chắc chắn không có thiện ý tốt đẹp gì. Đại thiếu gia, cậu nhớ phải cẩn thận, đừng để bản thân gặp chuyện không may. Bên trong công ty, Giang Sách theo Hà Diệu Long đi tới phòng khách. Hôm nay là ngày công ty tổ chức cuộc họp hàng năm. Tất cả nhân viên đều mặc trang phục chỉnh tề để dự họp, ai đấy đều rất đẹp đẽ. Vàng bạc trang sức cũng mang hết lên người, trông vô cùng giống người ở tầng lớp thượng lưu. Giang Mạch rời khỏi thế gian này vẫn chưa tới một tháng, bọn họ lại quên nhanh đến như vậy. Thậm chí cuộc sống của họ còn có thêm phần thú vị, hài lòng không gì sánh được. Hà Diệu Long dẫn theo Giang Sách lên sân khấu, vỗ tay một cái, ý bảo mọi người trật tự. Sau đó, anh ta hướng về phía micro, cười ha hả. Mọi người, xin mọi người cho phép tôi làm phiền một chút. Tôi muốn giới thiệu cho mọi người biết về một người đặc biệt đang đứng bên cạnh tôi đây. Người này chính là Giang Sách. Anh có vị chủ tịch sợ chết, uất đức quá mà nhảy lầu tự sát, Giang Mạch. Mọi người ở dưới sân khấu dùng ánh mắt như đang xem kịch vui, như hướng về phía Giang Sách. Hà Gia Minh là người tươi cười hơn cả, còn khởi xướng lên màn vỗ tay chào mừng. Trên sân khấu, Hà Diệu Long ngẩng đầu nhìn Giang Sách bằng ánh mắt miệt thị. Ông ta rất thích cảm giác sỉ nhục người khác như thế. Thế nhưng sắc mặt Giang Sách lại không hề thay đổi chút nào. Hà Diệu Long hiểu lầm Giang Sách bị dọa tới mức không dám nói lời nào nên khiêu khích. Xin lỗi, con người tôi vốn thẳng thắn, nếu tôi có lỡ làm tổn thương đến lòng tự trọng yếu ớt của anh thì ngại quá. Thực ra tôi hiểu rõ hôm nay anh đến đây làm cái gì. Chẳng phải anh muốn lợi dụng người em trai đã chết để đòi tiền tôi sao? Hàng người như anh tôi thấy nhiều rồi. Hà Diệu Long nhún vai rồi nói tiếp. Cũng không phải là tôi không thể đưa tiền cho anh, chỉ cần anh chịu đứng trước mặt mọi người và nói 4 tiếng Giang Mạch đáng chết, tôi lập tức đưa cho anh 5.000 tệ, được chưa? Sỉ nhục, sỉ nhục một cách trần trụi. Những người dưới sân khấu bật cười, thậm chí còn cười tới mức phun cả rượu ra ngoài. Nhưng cho dù đối mặt với sự sỉ nhục như thế, Giang Sách vẫn không hề có biểu lộ phẫn nộ gì. Hà Diệu Long cảm thấy hơi khó chịu, bởi vì ông ta cảm thấy bản thân không nhìn thấu được Giang Sách. Sau khi mọi người cười xong, Giang Sách bước tới trước micro. Bây giờ tới lượt tôi nói. Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, âm thanh trầm thấp, mang theo cảm giác không giận tự uy, khiến những người kia cười cợt lập tức ngậm miệng lại, không tự chủ được mà nhìn về phía anh. Giang Sách nói tiếp, hôm nay tôi tới đây là để nói cho các người một chuyện. Trong 7 ngày tới, mỗi người ở đây đều phải tới quỳ trước mộ phần của em trai tôi 5 tiếng để chuộc tội. Hả? Sau khi hết khiếp sợ,
Những người dưới sân khấu bắt đầu bàn tán. Cái tên này điên rồi sao? Nói mấy cái lời ngu xuẩn gì vậy chứ? Muốn chúng ta quỳ trước mặt thứ bỏ đi kia sao? Thằng đó xứng sao chứ? Không được, cười chết tôi mất. Tên tâm thần này chui từ đâu ra vậy? Không có ai bắt nhốt đây à? Giang Sách không để ý tới lời bàn tán dưới sân khấu. Anh tiếp tục nói. 7 ngày sau, chỉ cần là người không làm theo lời tôi nói, anh lôi một cuốn sổ nhỏ màu lam ra, đều sẽ bị ghi vào sổ đen của tôi. Phụt! Dưới sân khấu lập tức những tràng cười phá lên. Sổ đen sao? Ôi chà, người ta sợ quá cơ. Sao không bảo là cho chúng tôi vào danh sách của WhatsApp luôn đi? Ha ha. Đúng là não tàn, quả thực là em nào anh đấy. Chẳng ai để ý tới lời đe dọa của danh sách, tất cả đều đang anh coi anh là một trò cười. Nhưng nếu có ai biết đến quá khứ của danh sách, hiểu rõ ý nghĩa tu la chiến thần của danh sách thì chẳng dám xem thường như thế nữa. Bởi vì lúc tên một người nào đó bị ghi vào sổ đen của danh sách, người đó có thể chuẩn bị sẵn quan tài rồi. Giang Sách cất cuốn sổ màu xanh lam đi. Nhớ kỹ, các người chỉ có 7 ngày. Nói xong, anh bước xuống sân khấu rồi đi về phía cửa đại sảnh. Đứng lại, tôi cho phép anh đi rồi sao? Hà Diệu Long nhẹ nhàng nói một câu. Mấy tên bảo vệ lập tức chặn cửa lại, không cho Giang Sách có cơ hội rời đi. Hà Diệu Long lạnh lùng nói, anh nghĩ chỗ này của tôi là cái gì chứ? Muốn đến là đến, nói đi là đi sao? Giang Sách, tôi cho anh một cơ hội. Hôm nay chỉ cần anh quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với tôi sẽ cho phép anh bước qua khỏi cánh cửa này. Hà Gia Minh xông đến cùng một đám bảo vệ, ai ai cũng móc dùi cui điện ra. Vừa mới gặp Giang Sách, anh ta đã cảm thấy khó chịu, bây giờ cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại đánh anh. Quỳ xuống xin lỗi, bò ra như chó. Nhân viên của khoa học công nghệ Tẩm Mộc nhao nhao gào rú, ai ai cũng hy vọng thấy Giang Sách thực hiện. Hà Gia Minh chỉ dùi cui về phía Giang Sách, nhanh lên, có nghe thấy hay không? Giang Sách vẫn bình tĩnh, trước sau như một. Sự nhao nhao hỗn loạn bên ngoài căn bản không hề quấy rầy anh chút nào. Tâm trạng của anh dường như vĩnh viễn không thể bị làm phiền. Hà Diệu Long không nhịn được nói ra, xem ra có vài người không hiểu được cái gọi là mạnh được yếu thua, nó không làm thì bắt nó phải làm. Vâng. Hà Gia Minh dẫn đám bảo vệ đi về phía Giang Sách. 3 mét, 2 mét, 1 mét. Vào lúc chỉ còn cách Giang Sách 1 mét, bọn họ chưa kịp thấy Giang Sách có hành động gì thì đã nghe một tiếng nổ thật vang. Hai tên bảo vệ bay ra ngoài trong nháy mắt. Hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Không biết, chớp mắt một cái thì hai người họ đã văng ra ngoài rồi hôn mê. Là ảo thuật sao? Hà Gia Minh nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác sợ hãi lóe lên trong đầu. Tên này là quái vật sao? Mọi người đâu? Cùng tiến lên hết đi. Mấy tên bảo vệ liếc nhìn nhau rồi xông lên, giơ gậy điện quất về phía đầu Giang Sách. Giang Sách vung tay lên, một trận cuồng phong cuốn họ bay lên. Sau đó anh đột nhiên nhấc chân, tàn ảnh hiện lên, mỗi tên bảo vệ đều trúng một cước vào bụng, tiếng ầm 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 vang lên liên tục. Trong giây mắt, tất cả bảo vệ đều nằm dưới mặt đất, miệng phun máu tươi. Không còn ai dám cười ra tiếng. Bọn họ bắt đầu hiểu hậu quả khi bị người này ghi vào sổ đen nghiêm trọng đến nhường nào. Giang Sách đến bên cạnh Hà Gia Minh, khoác tay lên vai anh ta. Hà Gia Minh sợ tới mức hai chân run lẩy bẩy, quỳ rạp xuống đất. Đại ca, em biết sai rồi, anh đừng đánh em. Em với Giang Mạch chơi với nhau rất thân, chúng em còn thường xuyên uống rượu chung. Anh Sách, anh tha cho em đi, tha cho em đi. Giang Sách khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai Hà Gia Minh mấy cái. Cái nào cũng khiến cho Hà Gia Minh giật nảy người, cố mà trân quý mạng của mình. Giang Sách xoay người đi về phía cửa lớn, tất cả mọi người đều tự giác tránh đường, không ai dám đi lên ngăn cản. Nhìn thấy Giang Sách rời đi, Hà Gia Minh thở dài một hơi. Anh ta lập tức đứng dậy rồi cười nói một cách âm hiểm. Giang Sách, hôm nay không giết tao là sai lầm lớn nhất của đời mày. Mày sẽ không có cơ hội lần sau đâu. Giang Sách bước ra khỏi cổng, Trần Hải lập tức bước đến nghênh đón. Đại thiếu gia, cậu không sao chứ? Giang Sách mỉm cười đáp lời. Đương nhiên là không sao. Chẳng phải tôi không có việc gì hay sao? Vậy là tốt rồi. Chú Trình, chúng ta không nên ở đây lâu. Chú về trước đi. Có rảnh thì tôi sẽ đến thăm chú. Được, vậy tôi đi trước đây. Đại thiếu gia, cậu phải cẩn thận. Sau khi Trình Hải rời đi, Giang Sách một thân một mình bước trên đường lớn. Một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt anh. Anh mở cửa và bước lên xe. Mộc Dương Nhất liếc nhìn Giang Sách ở ghế phía sau xe, tò mò hỏi, lão đại,
vì sao lại cho bọn họ thời hạn 7 ngày? Với năng lực của anh, chỉ cần đêm nay là đủ diệt sạch không chừa một tên rồi mà. Giang Sách không trả lời mà hỏi ngược lại. Em biết vì sao mèo bắt chuột hay không? Để ăn. Không, mèo không ăn chuột. Sở dĩ bắt chuột cũng nhằm hưởng thụ quá trình chơi đùa chuột. Trong khoảng thời gian này, chuột biết mình chắc chắn sẽ chết, lại không cách nào chạy thoát khỏi móng vuốt của mèo. Muốn sống không được, muốn chết không xong, mà chỉ có thể đau khổ, giãy giụa. Con người chỉ có lúc biết mình chắc chắn phải chết, sau khi nghĩ hết mọi cách để giữ mạng rồi cuối cùng lại phát hiện ra không còn con đường sống nào. Lúc đó, họ mới thực sự tuyệt vọng và đau khổ. Nếu dễ dàng giết chết bọn họ thì căn bản không được tính là trừng phạt. Anh muốn bọn họ phải tuyệt vọng đến chết. Mộc Dương Nhất khẽ cười một tiếng, anh ta hiểu rõ Giang Sách muốn làm gì. Đúng rồi, lão đại, em vừa nhận được tin báo rằng ba khu Tô Hàng, Cần Mạc và Hối Hải sẽ sát nhập lại với nhau, gọi chung là thành phố Giang Nam. Anh sẽ là người tổng phụ trách nơi đó. Lão đại, đây là một chức vụ có quyền lợi cực cao đó. Giang Sách nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bây giờ anh không có hứng thú với mấy thứ này, đi thôi. Anh muốn đi đâu? Giang Sách suy nghĩ một chút, cũng đã trở về rồi, vậy thì về nhà một chuyến đi. Nửa tiếng sau, xe từ từ dừng lại. Giang Sách nói Mộc Dương Nhất đi trước, bản thân thì bước vào tiểu khu Liễu Danh Uyển, đi về phía một căn biệt thự có vẻ hơi cũ kỹ. Cốc cốc cốc, anh gõ cửa vài cái. Ai thế? Mở cửa là một người phụ nữ trung niên, cũng chính là mẹ vợ của Giang Sách, Tô Cầm. Sau khi nhìn thấy Giang Sách, bà sững người mất mấy giây rồi mới vui vẻ. Ồ, Giang Sách, con về khi nào vậy? Con vừa quay về không lâu. Mau, vào bên trong ngồi đi. Sau khi em trai chết, cả nhà mẹ vợ trở thành người thân duy nhất của Giang Sách. Tô Cầm để Giang Sách vào phòng, bảo anh ngồi xuống, rồi rót nước một cách vô cùng vui vẻ. Lúc này cha vợ Đinh Khải Sơn bước vào. Ai tới vậy? Là Giang Sách. Giang Sách về rồi đó, hả? Đinh Khải Sơn bực mình, liếc Giang Sách một cái. Ông ta hừ lại một tiếng, rồi ngồi xuống trước bàn. Giang Sách, anh còn có mặt mũi quay về sau? Một câu nói đã khiến bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng, lúng túng. Ông già này, Giang Sách vừa quay trở về, sao ông lại nói năng kiểu này chứ? Đi ra ngoài đi, ở đây không có chỗ cho bà nói chuyện. Gọi Mộng Nghiên xuống đây. Hay à, thôi được. Đinh Khải Sơn trừng mắt nhìn Giang Sách rồi nói thẳng. Tôi đã nghe tới chuyện em trai anh. Bây giờ khoa học công nghệ Tẩm Mộc và nhà họ Giang các anh đã không còn quan hệ gì rồi nhỉ? Vâng. Anh đi lính 5 năm, bây giờ trở về có chức vụ gì hay không? Giang Sách nhún vai. Cũng không có chức vụ gì to tát. Cũng không lạ mà. Với IQ và kỹ năng của anh, nếu có thể leo lên được chức gì thì mới gọi là kỳ lạ đó. Vậy lần này quay về, anh muốn tìm công việc gì? Giang Sách lắc đầu. Tạm thời vẫn chưa có dự định. Đinh Khải Sơn hầm hừ nói. Không có công ty, gia nhập quân ngũ cũng không có chút chức vị gì. Bây giờ ngay cả công việc cũng không có ý định tìm cho đàng hoàng. Anh đó có khác gì đồ vô dụng chỗ nào không? Đang nói, ông ta lập tức nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên không ngớt. Một cô gái đi xuống cầu thang. Một chiếc áo thun đơn giản, ôm sát cơ thể, phô bày tối đa, vóc dáng hoàn hảo. Phía trên dưới mặc quần đùi đề mi, để lộ đôi chân thon dài và trắng nõn. Khuôn mặt trắng nõn như trứng ngỗng, sống mũi cao, mái tóc đen dài xõa xuống bờ vai như thác nước trút xuống. Đẹp đến mức người ta không rời mắt nổi. Cha mẹ, hai người gọi con sao? Ừ, ngồi xuống đây, Giang Sách quay về rồi. Đinh Mộng Nghiên sững người mấy giây, nhìn người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, không biết tâm trạng của bản thân là oán trách hay vui mừng nhiều hơn. Mặc dù cô và Giang Sách là vợ chồng, nhưng sau khi kết hôn chưa được một tháng thì Giang Sách đã đến Tây Cảnh để gia nhập quân ngũ. Chuyến đi kéo dài 5 năm, Đinh Mộng Nghiên cũng sống như quả phụ trong suốt 5 năm đó. Bây giờ Giang Sách trở về, trong lúc nhất thời, cô không biết đối mặt với anh như thế nào. Đinh Khải Sơn nói, Giang Sách, anh cũng thấy đó. Con gái tôi dù nói về vóc dáng hay gương mặt thì đều đứng đầu, còn xuất sắc hơn cả những người mẫu trên TV. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu người đàn ông tới trước cửa cầu hôn, nhưng chính bởi vì anh mà con bé không thể không thủ tiết. Cha nói việc này làm gì chứ? Đinh Khải Sơn nói tiếp, tôi và cha anh quen biết nhau từ nhỏ đến lớn, vừa là bạn học cũ vừa là bạn cũ. Ông ấy một tay gây dựng khoa học công nghệ Tẩm Mộc một cách ấn tượng. Nhà họ Đinh chúng tôi cũng đang trên đà phát triển sự nghiệp. Lúc trước tôi nghĩ hai gia đình chúng ta
có thể giúp đỡ lẫn nhau nên mới gả con gái cho anh. Bây giờ cha anh mất tích, em trai thì tự sát. Khoa học công nghệ Tấm Phộng, Tấm Mộc cũng biến thành công ty của người khác, mà còn anh, 5 năm lăn lộn trong quân ngũ vẫn không hề có chút thành tích nào. Bây giờ anh không có tiền, không thế. Tự anh nói xem, bản thân có xứng với con gái tôi hay không? Trong phòng im lặng như chết, ai ai cũng hít thở một cách nặng nề, không nói được câu gì. Sau một lát, Đinh Khải Sơn nói tiếp, đừng nói là tôi thực dụng, cuộc sống chính là tàn nhẫn như thế. Tôi vốn định đợi anh trở về thì sẽ để Mộng Nghiên và anh ly hôn. Nhưng nể mặt tình bạn mấy chục năm giữa tôi và cha anh, tôi quyết định cho anh một cơ hội. Tôi cho anh nửa năm. Trong vòng nửa năm, nếu như anh có thể trưởng thành, không mong anh đại phú đại quý, ít nhất leo lên được trưởng khoa hay tổng thanh tra gì đó, tôi sẽ tiếp tục để anh làm con rể của tôi. Bằng không thì thu dọn đồ đạc rồi cút ngay đi. Tôi nói được, làm được. Sắc mặt của Đinh Mộng Nghiên và Tô Cầm đều rất khó coi. Thực ra mẹ con hai người cũng không ghét Giang Sắc đến như vậy. Giang Sắc vừa trở về đã phải chịu những lời khó nghe như thế, đúng là khiến người khác khó xử. Đinh Lạc Sơn đứng dậy, vừa nhận được thông báo tôi phải đi họp, đi trước đây. Tô Cầm hỏi, nhưng bữa tiệc gia đình sắp bắt đầu rồi, ông không đi sao? Đinh Lạc Sơn lắc đầu, không đi. Vừa nhận được thông tin ba khu Tô Hàng, Cần Mạc và Hối Hải xác nhận lãnh đạo mới sắp đến, tôi phải tranh thủ thời gian họp trong thành phố thương lượng đón lãnh đạo mới như thế nào. Chuyện này không thể có chút sai sót gì được. Đây là chuyện liên quan đến tương lai của nhà Đinh chúng ta, càng liên quan đến việc tôi có thể thăng chức hay không. Những người khác trong ngành khẳng định cũng nhìn chằm chằm vào chuyện này. Tôi không thể để người khác chiếm trước tiên cơ. Bà giúp tôi giải thích với mấy ông ấy hai câu. Đúng rồi, Giang Sách, anh đã về rồi thì đi dự tiệc gia đình với Mộng Nghiên đi. Đinh Khải Sơn khoác áo vác lên, vội vàng rời khỏi nhà để đi bàn bạc xem nên chào đón lãnh đạo mới như thế nào. Trong phòng Tô Cầm an ủi Giang Sách, Sách à, con cũng đừng khó chịu quá. Chỉ cần con thực sự cố gắng, Khải Sơn ông ấy nhất định sẽ không nói con nữa. Con biết rồi mẹ. Sau đó Giang Sách ngồi lên xe của Đinh Mộng Nguyên, đi về phía khách sạn Thẩm Nguyên. Trên đường đi, Giang Sách nghiêng đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, không hề nói một câu nào. Mặc dù bọn họ là vợ chồng nhưng thực sự không biết gì về nhau nhiều lắm. Đinh Mộng Nghiên hiểu lầm Giang Sách còn đang tức giận nên nhẹ nhàng nói, anh cũng đừng đau lòng, tính tình của cha em vốn là thế. Thực ra ông ấy cũng nói cũng đúng, nếu như anh cứ tiếp tục không trưởng thành như thế, bản thân anh thấy thích hợp hay không? Tuổi của anh cũng không còn nhỏ, anh cũng không thể để cả nhà em nuôi anh suốt đời được chứ. Anh có còn là đàn ông hay không? Biểu cảm trên mặt Giang Sách vẫn không hề thay đổi chút nào. Đinh Mộng Nghiên có hơi tức giận, cô thở dài một hơi. Lúc sắp đến khách sạn Thẩm Nguyên, Đinh Mộng Nghiên nhắc nhở, lát nữa vào đó anh ít nói một chút, nếu có người nào lời khó nghe với anh thì cứ cười một cái cho qua, đừng so đo quá, có biết chưa? Tiến vào đại sảnh khách sạn, họ nhìn thấy một bàn tiệc rượu cao cấp được bài trí chỉnh tề. Khách đến đây đều đeo trang sức quý giá, mặc trang phục lộng lẫy. Mọi người đều cầm ly rượu vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ. Đinh Mộng Nghiên dẫn Giang Sách đến chiếc bàn chính giữa sảnh, cười nói với ông lão. Ông nội, ông lão chính là người đứng đầu nhà họ Đinh, Đinh Trọng. Ông ta nhìn hai mắt, ồ, Mộng Nghiên, sao bây giờ cháu mới đến? Làm ông nội nóng lòng muốn chết được, mau ngồi xuống đây đi. Ông ta quay đầu lại, nhìn thấy Giang Sách bên cạnh Đinh Mộng Nghiên thì nghi ngờ hỏi, vị này là... Đinh Mộng Nghiên hơi cúi đầu, thiếu tự tin nói, anh ấy là chồng cháu, Giang Sách. Ồ, Đinh Trọng nhìn từ đầu đến chân Giang Sách rồi nói, nghe nói cậu tham gia quân ngũ, không ngờ hôm nay quay về rồi, lại đây ngồi xuống đi. Cảm ơn ông nội. Giang Sách vừa ngồi xuống thì Đinh Phong Thành ngồi đối diện hỏi, em rể, cậu ra ngoài 5 năm chắc lanh lộn không tệ đâu nhỉ? Cũng bình thường thôi. Thật sao? Vậy lúc cậu trở về có xe đặc biệt đưa đón hay không? Tôi không thích những thứ đó nên đã bỏ qua. Đinh Phong Thành cười nói, không thích sao? Ha, cậu có thể đừng giả vờ hay không? Mọi thứ trong quân đội đều được sắp xếp trước, cậu muốn nói bỏ là có thể bỏ sao? Chứ không phải do cậu không đủ năng lực nên bị sa thải sao? Tất cả người thân trên bàn đều nhìn Giang Sách, bên trong ánh mắt có chút xem thường. Giang Sách cũng không nói nhiều lời. Đinh Phong Thành lại cho rằng Giang Sách chột dạ, không có lời nào để nói nên tiếp tục. Nhưng mà cũng không sao,
Nhờ giang các cậu còn có khoa học công nghệ tẩm mộc, cho dù cậu lăn lộn không ổn thì quay về cũng không lo chết đói. Nhắc tới chuyện này, sắc mặt của Giang Sách có hơi thay đổi. Đinh Mộng Nghiên càng tức giận hơn. Chuyện qua khoa học công nghệ tẩm mộc ầm ĩ như vậy, Đinh Phong Thành không thể không biết chuyện Giang Mạch nhảy lầu tự sát. Anh ta nói trước mặt mọi người như thế chính là cố tình muốn sỉ nhục Giang Sách. Những người khác có lòng tốt nhắc nhở: Phong Thành, anh nói cái gì vậy? Khoa học công nghệ tẩm mộc đã sớm là của Hà Diệu Long người ta, còn liên quan gì đến nhà họ Giang nữa chứ? Đúng rồi. Đinh Phong Thành nhìn Giang Sách rồi cười nói: Xin lỗi, trí nhớ tôi không tốt nên quên mất. Anh ta vỗ ngực và nói tiếp: Nhưng mà cậu yên tâm, cho dù cậu lăn lộn không nổi, mất cả công ty thì cũng không chết đói. Người làm anh hai như tôi nhất định sẽ chiếu cố cậu. Tôi thấy thể trạng cậu khá tốt, chi bằng tới công ty tôi làm bảo vệ hay người gác cửa. Một tháng tôi phát cho cậu tiền lương 6.000 tệ, thế nào? Đủ rồi,